Từ từ quay đã. Mắc vào cái dây chứ không bị bẫy em ạ. Dây hả? Ờ. Bẫy mà. Mà. Bẫy ở nhờ nhỉ. Ồ. Gỡ cho nó đi. Em gỡ đi anh quay. Này, chặt cây đi. Gỡ dây trên này này. Quay gỡ dây. À, khỉ dính bẫy nhá. Đang anh em đang tháo bẫy thoát. Đấy. Cột cột dây cột cột tháo ra nó. Đấy thì nó trong nó về. Giờ nó sao nó ấy được? Chặt thế sao ấy được anh em? Mới chạy. Thả đi chứ. Thì thả đi phải tháo từ từ dưới. Mình cây mình đè xuống mình đè. Vậy kia đè đè đi, đè đi. Này. Từ 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 giữ giữ nó đè đi. Đè nó xuống nó cắn đấy. Ừ nó cắn cái cây. Còn chị không chặt cây đi đi. Chộp được mà chộp 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 nó được đâu. Bị ăn thì con bị ăn thì ba. Dạ đi. Tháo đi được rồi. Được rồi, tháo đi. Ấy đây. Từ từ từ. Chị đầu nó đi, chị đầu nó. Tháo tháo chân đi, tháo chân đi. Cẩn thận nó chết, tháo nhanh, tháo đi nhanh nhanh. Tháo đi, chú tháo đi. Rồi anh em đang cứu thoát một chú khỉ bị dính bẫy nhá. Anh em đang tháo bẫy cho khỉ đây. Tháo cái dây đâm tí nữa thôi. Nha, để im nhá, tháo cho nhá. Này dính bẫy đây. Tu. À, chúng tôi đi tuần tra phát hiện được một chú khỉ mẹ dính bẫy, đang có một chú khỉ con. À. Được rồi. Bắt đầu thả nào. Ra đây đây đây. Rồi. Rồi anh em mình lùi ra tháo cái dây đó luôn để thả nhá. Hãy cho nó đi con. Từ từ từ. Từ từ đã để tháo cái này để mình thả ngay chỗ này luôn. Bỏ. Chú tháo đi. Chặt về tháo thôi. Kêu cái chú kia bắt con khỉ con nó bỏ luôn đây rồi bỏ mẹ nó chung vào đây đi. Khi nào nếu mà nó thay. Anh cầm được cái con tớ này đã cho nó. Ừ. Rất là tội nhỉ. Ừ. Chung tay bảo vệ động vật hoang dã. Rồi thả ra. Thả ra đi. Thả đây. Rồi, không sao. Cái nó tiện nó tí nữa con tới đi. Đây tí nữa đấy. Rồi chú tháo đi. Rồi nó theo mình này, thấy không? Ơi, tới mẹ mày đi. Rồi. Tội nghiệp quá. Rồi, tháo đi đây. Chúng ta đi về. Bắt đưa cái bắt đưa này kia đi em. Này, đưa này đây này lần. Ăn lại kia. Rồi, trả về với mẹ đó. Rồi kiếm trong dòng quay đây con bẫy đấy. Ơi. Sao? Cả nó kia đây, cả nó đi. Đi của nó theo kìa. Đi cho mẹ nó.